Sáng ngày 9 tháng 9, tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế phối hợp với đoàn thanh niên bộ đội biên phòng tỉnh này khánh thành và bàn giao công trình thắp sáng đường biên phòng chống dịch bệnh COVID-19 cho 18 chốt phòng chống dịch trên tuyến biên giới Việt Nam-Lào thuộc địa bàn huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế. Đại tá Lê Văn Nguyên, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, công trình được triển khai xây dựng tại 19 chốt cố định, đóng trên các đường mòn lối mở thuộc tuyến biên giới Việt-Lào, tỉnh Thừa Thiên Huế. Sau gần một tháng xây dựng, đến nay công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Tại mỗi chốt được lắp đặt hai trụ đèn kiên cố bằng thép, trụ được đổ bê tông. Phía trên được lắp đèn năng lượng mặt trời với công suất 300 kW. Công trình được khánh thành và đưa vào sử dụng đã kịp thời hỗ trợ cán bộ chiến sĩ biên phòng trong công tác tuần tra bảo vệ đường biên, mốc giới và nhất là trong công tác phòng chống dịch bệnh. Đồng thời, góp phần tuyên truyền với người dân khu vực biên giới hiểu được lợi ích của việc sử dụng năng lượng tái tạo, tiết kiệm điện, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường. Dịp này, tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế và đoàn thanh niên bộ đội biên phòng đã tặng quà, động viên cán bộ chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tại một số chốt quản lý, bảo vệ biên giới và phòng chống dịch COVID-19.